Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Và ở tập trước thì mình khá là vui các bạn à, vì mình chính thức sở hữu full cái set giáp Tectonic cực kỳ khỏe này. Và bây giờ mình đã có thể miễn nhiễm với lửa ha. Khá là ngon đó nha. Và ngoài ra thì chúng ta còn giúp anh Long tóc đỏ thoát kiếp FA bằng cách là tìm chỉ Long các bạn ạ. Và hiện tại thì mình hơi nghèo á nên là chưa có điều kiện làm giáp cho chỉ Long á. Nhưng mà không sao, chưa có giáp nhưng mà chị Long cũng rất là khỏe các bạn ạ. À, có tới tận 300 mấy máu lận nên là khi chiến đấu mình cũng an tâm một phần. Hello. Trời fan. Trời nay fan tặng bông mình các bạn ơi. Cảm ơn fan nha. Trời bữa nay fan còn ghé nhà chơi nữa các bạn. Rồi fan rồi. Đây ní. Ui giời. Nào là đây tôi lấy bông cho. Ơi chạy đâu. Ok. Tôi xin nha, cảm ơn nhiều. Rồi, cắm cái bông của fan nó tặng vô đây luôn các bạn. Rồi, và công việc ngày hôm nay của mình thì chắc mình sẽ tiến hành, đó chính là làm nó ở cho anh Long với chị Long các bạn ơi. Chứ để anh Long, chị Long ở ngay trước nhà vậy cũng kỳ á chứ. Ừ, ít ra cũng phải có nơi ở đàng hoàng ha. Và mình thấy á, ở bên cái hang động nguyên thủy có những cái cục magma nguyên thủy rất là đẹp các bạn ạ. Ủa, và đây, khi mà mình đặt nó xuống á, nó sẽ có một cái họa tiết trông rất là ngầu ha. Đó, hoài, cái này làm tường thì nó hơi bị chớt luôn á các bạn à. Cho nên là mình sẽ dùng cái vật liệu này để chúng ta làm nơi ở cho anh Long, chị Long tóc đỏ ha. Và khu vực xây thì mình đang tính là tận dụng cái khoảng đất còn trống ở phía bên này nè các bạn. Cho nó gần nhà mình á, với cả là mai mốt mình mà có đi đường ray á, thì mình cũng có thể ngắm được anh Long, chị Long ha. Vẫn như thường lệ thì mình sẽ xây cái phần khung trước ha các bạn. À, đầu tiên thì mình sẽ làm cái góc trước đi. Góc nó ở đây ha. À, ôi, trời từ. Nhìn này đi đâu vậy? Sáng sớm còn dí mình nữa. À, góc sẽ ngay đây. Sau đó mình sẽ kéo dài ra nhiều nhất có thể ha. À, để coi. Mình sẽ làm chỗ này nó to. Có vầy được không ta? Có vầy mà anh Long, chị Long vô ở thì có nhỏ quá không các bạn? Mình còn tính dẫn anh Long với chị Long ở hang động nguyên thủy qua đây nữa. Thì bây giờ mình sẽ làm trước một cái đi. Ok. Đây cái phần khung nó cao lên cỡ như này. Đó. Có vẻ là hơi nhỏ các bạn ơi. Đâu đó sẽ cỡ như vậy. Đấy. Nó sẽ hơi hướng là có chiều dài hơn hết các bạn. Alright. Và cái cổng thì mình sẽ đặt ở ngay trung tâm. Hay là bên kia nhỉ? Cái cổng mình đặt ở đâu cho tiện lúc mà mình đi vô á. Mình nghĩ là đặt cái cổng ở đây đi. Cho nó cao thêm mấy ô nữa ha. Nhìn cho nó đẹp. Rồi. Sơ bộ là chúng ta đã có được cái phần khung rồi đó các bạn. Tiếp theo, việc của mình đó chính là mình sẽ bắt đầu ốp thủy tinh vào ha. Để cho nó phủ kín hết xung quanh luôn. Đây vẫn là cái vật liệu mà mình hay dùng để chúng ta làm nơi ở cho những loài khủng long khác á. Đó, và mình thấy nó cũng khá là ổn ha. Đấy, rất là nhanh thôi. Thì chúng ta đã có được một cái nơi ở cho anh Long, chị Long rồi. Nhưng mà phía bên trong này thì chắc mình cần phải trang trí thêm nhiều á các bạn à. Tại vì hiện tại nhìn nó hoang sơ quá. Bước cuối cùng trong việc xây dựng đó chính là chúng ta sẽ lắp vào đây một cái cánh cửa ha. Mà cái này hình như phải đập ra bự xíu các bạn ơi. Thì chúng ta lắp cửa mới dễ được. Lệch. Ngay chính giữa coi. Ok, sao nó cứ lệch vậy ta? À đây. Phải chờ một khoảng trống nhất định thì mình mới đặt cửa vô được các bạn ơi. Ok. Vậy là cơ bản thì nó ở của anh Long với chị Long tóc đỏ chúng ta đã xong rồi. Bây giờ thì dẫn anh Long, chị Long vô ướm thử ha. Không biết là có chật không các bạn à. Mình sợ là sẽ hơi chật đó. Chị Long thì mình hốt vô đi. Còn Long thì mình có thể cưỡi ha. Ok. Rồi. Ui. Với kích thước này mình nghi là không vừa cái cửa rồi các bạn ơi. Cái cửa có vẻ là hơi chật rồi đó. Đi vô thử nha. Đó biết ngay. Chật rồi. Ây da. Ui. Đứng lại. Trời. Chưa gì anh Long định định chạy lại cái chuồng bò rồi tối ngày. Ây da. Chắc là mình phải mở rộng cái khu vực này ra thêm á các bạn à. Đấy, một mình anh Long thôi là thấy hơi chật rồi, thêm chị Long nữa. Ui. Có vẻ là dự tính của mình đã không chính xác rồi các bạn ạ.
Không sao, nhỏ thì chúng ta mở rộng ra thôi, không có gì căng thẳng hết. Ê, sao bữa nay có nhiều dân bay tới xâm lược cái nơi ở của mình vậy? Trời ơi, mình phải thủ bên trong cái tường thành thôi các bạn ơi. Ừ đúng rồi, nhắc tới thủ thành mới nhớ. Robot Go, chiến tranh zombies. Một tựa game kết hợp hoàn hảo nhiều yếu tố như gacha nhẹ nhàng, chiến đấu địch mắt và thủ thành hồi hộp. Trong game, nhiệm vụ của mình sẽ là xây dựng biệt đội robot đi chiến đấu với bè lũ zombie để bảo vệ thị trấn đang bị bọn chúng vây hãm ha. Nhìn vậy thôi chứ không hề đơn giản các bạn ơi. Mình liên tục bị rất là nhiều zombie đàn áp rồi thất bại luôn, cho tới khi mình có được chiến lược hợp lý hơn, chọn những anh hùng có kỹ năng và sức mạnh phù hợp. Thế là tình thế thay đổi liền, mình giành chiến thắng liên tục nè, mà còn đánh bại được cả boss luôn nè. Và mình cực kỳ thích cái cơ chế đó chính là rút thẻ anh hùng, sưu tầm robot nha. Nếu mà mình may mắn, mình có thể rút được các anh hùng có siêu sức mạnh và từ đó bán hành lại cho bè lũ zombie ở bên ngoài. Kể cả boss thì cũng nằm chèm bẹp luôn nè. Quá đã các bạn ơi. Còn chần chờ gì nữa, cùng lập chiến ngay Robot Go, chiến tranh zombie. Link tải game mình có đặt dưới phần bình luận cũng như là mô tả video. Hoặc là các bạn có thể tìm kiếm với từ khóa Robot Go, chiến tranh zombie ở App Store và Set Play nhé. Và nhớ đánh giá 5 sao để ủng hộ nhà phát hành ra nhiều tính năng thú vị nữa nha. Ok. Lần này ê cái gì hết hồn rồi, cái gì đây, thích khách cuốn hồn chim én các bạn ạ. Trời đất ơi, đâu ra lùn lùn mấy thanh niên zombie này, nguy hiểm thiệt. Rồi lần này thì hy vọng là sẽ khác ha. Mình đã mở rộng cái khu vực của anh Long chị Long tóc đỏ hơn rồi nè, và các bạn cũng thấy rồi đó, giờ thì cũng Long có thể di chuyển rất là thoải mái. Ê, từ từ đừng ra đây. Đó nói rồi đừng có ra đây mà, người ta chưa có làm xong. Mình thu gom mấy cái cục mắt ma nguyên thủy này lại, cuối cùng là lắp thêm cặp cửa nữa các bạn. Ok, vậy là xong rồi. Để coi mình có thể cưỡi anh Long ra ngoài mà có bị đụng đầu không ta, thử nè. Ê đúng rồi các bạn ơi. Oh man, vậy là phải nâng cái chỗ này cao lên thêm tí nữa. Trời đất ơi, ây da, có đỡ thiệt chứ. Rồi lại coi. Đó, bây giờ là mình đỡ đụng đầu hơn rồi nè các bạn. Mỗi lần đi ngang thì mình chịu khó mình khom người xuống xíu ha. Rồi khi đi qua thì mình sẽ có thể ngồi lên. Đấy, ít ra là vẫn đi lọt các bạn. Rồi, sở thanh niên zombie này cái đã. Giảm lén phén tới đây hả? Lòng mổ hai cái là đi liền. Rồi. Ơi. Trời ơi, mình bất cẩn một cái thôi à, là anh Long đi báo liền. Thiệt tình luôn á, gãy cây nữa rồi. Anh Long tóc đỏ này, cho anh vô trong anh chơi mình đi. Quậy quá trời quậy rồi. Và cho anh Long thì mình cũng sẽ lắp một ít cái khói đèn phát sáng giống như vậy. Đó, bây giờ mình tắt cây hướng rồi các bạn, để cho nó đỡ lắc á. Ok, bốn góc và ở đây nữa đi. Bây giờ mình sẽ ngủ một giấc, sáng dậy cái mình sẽ tiến hành trồng cây và trang trí thêm một số chỗ nữa. Như vậy là đã hoàn thiện nơi ở cho anh Long với chị Long tóc đỏ rồi đó. Thiệt luôn, vẫn còn cây trời. Cái Long báo thủ nữa thì chứ. Mới trồng cây được mấy hôm, giờ là phải trồng cây mới rồi. Trời. Bữa nay mình phát hiện một cái tin động trời các bạn ơi. Ui. Cái nhóc khủng long kia biết bắn phi tiêu, có kìa. Em khủng long đầu gai các bạn, bắn phi tiêu. Mèn đấy coi. Ui bác dân làng lại kia, thử đi bác dân làng. Ui thử thiệt hả? Mình để dân làng làm vật thí nghiệm các bạn. Trời. Ui bác ấy sợ chạy ơi. Anh thằng ơi, phun liên hoàng gai luôn các bạn ơi. Phun mà chổng mông lên trời luôn kìa. Kinh thì chứ. Ây da, không được rồi, phải cho em này đi xuống dưới một xíu. Ok, có vậy em mới bớt phun lại các bạn, chứ không thôi em phun dữ lắm luôn á. Rồi mình mới phát hiện luôn nha. Chỉ tiếc là bây giờ mình chưa có thần hóa được em thôi. Cứ dẫn em mà đi mà em phun kiểu vậy thì thứ gì chịu nổi. Rồi, và mình thấy cái mẫu thiết kế của chỗ anh Long này khá là ok các bạn, nên là mình quyết định mình sẽ làm thêm một chỗ tương tự nữa. Rồi tí nữa chúng ta sẽ bắt đầu dẫn gia đình của anh Long với chị Long ở hang động nguyên thủy vô luôn ha. Bữa giờ để hai anh chị này hú hí trong này cũng hơi lâu rồi. Rồi lại đây tôi dẫn đi nghe. Một người nè,
Ôi dạ, trời, còn cắn mình á. Thiệt luôn á, làm ơn mắc quán nữa rồi. Cắn người ta hoài. Đây, có nợ mới rồi đó. Mặc sức đó mà ha. Chạy nhảy la hét. Ra ngoài này la hét là tôi cũng có không có ý kiến cái còi gì đâu. Đây, nói cái khúc này nữa cho nó hoàn chỉnh cái đã. Rồi, các bạn thì xong phim rồi hết các bạn. Ui, chỗ này còn hơi sai xíu. Xong, bây giờ thì chắc mình sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một tí rồi tiếp tục công việc trang trí ha. Sau đó thì chúng ta mới làm một số công việc tiếp theo trong ngày hôm nay các bạn ơi. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Love Fruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Hồi nãy mình có kiểm tra lại cái rương đồ của mình các bạn. Mình còn dư được Amber Curiosity nè, cũng như là Tectonic Shack. Và hai thứ này thì mình có thể gắn vào người của khủng long bạo chúa các bạn ơi, Tremosaurus. Thế nên là hay là bây giờ mình sẽ thử qua bên đó và chúng ta sẽ trang bị vô ha. Ôi trời ơi, con Ripper đâu núp ở đây nữa vậy? Ở kìa, cái ngày gì ta, cái nơi ở của mình nó bị tàn phá dữ dội luôn các bạn, hết bị anh long rồi bây giờ tới bị con Ripper nữa. Rồi, lộn bên này mới đúng. Rồi, chúng ta sẽ bay vô trong ha. Ê, mình vô chơi từ. Hình như mình chưa tem anh Long với chị Long bên này các bạn ơi. Ê, đúng rồi. Mà nếu mà mình chưa thần hóa thì mình có thể nhuộm cho anh chị Long được không? Ui, vẫn nhuộm được các bạn. Oh, chưa thần hóa nhưng mà mình vẫn nhuộm được. Ây da, ui da, ui. Ây, trời. Trời ơi, người ta nhuộm màu lên cho mạnh xíu mà, thế làm gì cắn như vậy. Wow. Và coi kìa các bạn ơi, sau khi nhuộm màu thì anh Long chị Long đã có diện mạo cực kỳ chất luôn. Nhất là anh Long mới nè. Khi mà dùng Tectonic Shack á, sẽ có cái phần đầu màu đỏ nha. Rồi luôn, anh này cũng là anh Long tóc đỏ nhưng mà phiên bản da đen các bạn ơi. Really nigga. Oh my god, chất ha. Thôi được. À, để mình đi vô trong nhà mình lấy cái chùy. Mình còn rất là nhiều những cái syringe salad nè. Mình sẽ tiến hành thuần hóa anh Long với chị Long bên này luôn ha. Có vẻ thú vị đây các bạn ơi. Đâu rồi, cái chì đâu rồi? Đây, lâu rồi chưa dùng các bạn. Đã tới lúc để chúng ta tái xuất giang hồ, đi gõ đầu khủng long các bạn ơi. Cái việc này thì nó hơi nguy hiểm nha, nên là mình sẽ gõ đầu lần lượt từng khủng long thôi, chứ gõ lần hai khủng long thì hơi khoai á, hơi căng. Rồi, đáp xuống đây một cái. Mình sẽ giữ chị Long trước nè. Còn riêng phần anh Long thì chúng ta sẽ rình không để ý. Gõ đầu một cái nè, choáng chưa. Ở đó. Thuần hóa theo cách cổ ấy các bạn. Ui, anh Long nóng rồi. Nóng thì sao? Ui da, da, bị gõ choáng mà vẫn cắn được. Ê, vô lý vậy. Gõ gì mà không choáng hả? Ui. Góc này tương đối an toàn các bạn ơi. Rồi, mình sẽ dụ qua đây ha. Rồi, cái mình gõ một cái là được. Ok. Ê, gõ thất bại ơi. Ui. Thôi xong rồi, lạnh ít dư nhiều rồi các bạn ơi. Ui da. Thuần hóa khủng long ở một cái môi trường nó rộng hơn không phải là một cái lợi thế cho mình á. Ui. Đây, góc này ổn không? Ê, mình gõ nhưng mà không bị choáng nữa các bạn ơi. Vô lý vậy. Ở đây, chón. Ăn đi. Ui, trời, vừa ăn mà vừa cắn được hả? Ê, hiện tím rồi. Đây rồi, let's go. Nice. Trời, sau khi xào quần một lúc thì cuối cùng anh Long tóc đỏ, da đen của chúng ta cũng đã về đội của mình rồi. Tạm thời cho nghỉ ngơi đó. Tiếp theo, đây là chị Long. Ui, từ. Bình tĩnh. Gõ một cái. Rồi đó đút ăn. Ui. Nhưng mà mình phải nhanh chân lên các bạn ơi, chạy lên đây liền. Chỗ này thì mình sẽ dễ dàng xử lý hơn. Vẫn như hồi nãy, gõ một cái rồi chạy nha. Đây nè. Ủa sao không cho ăn? Cái gì? Rồi, choáng rồi. Đút ăn liền. Ui. Ok, choáng nha. Ui, chịu luôn rồi. Yeah. Tính ra là chị Long dễ tính hơn anh Long các bạn. Mình cho ăn vài bát súp thôi là chịu hả?
Rồi, vậy là xong rồi. Giờ thì cặp đôi khủng long bạo chúa bên này cũng đã về đội của mình ha. Và mai mốt mình vô là mình không sợ bị cắn vô mông nữa rồi các bạn ạ. Quá đã luôn. Bữa nay vừa có nơi ở mới nè, vừa có làn da mới nữa. Thích nhất rồi nha. Còn bên này thì mình cũng trang trí thêm những cái cây á các bạn. Nhưng mà mình sợ là anh Long với chị Long bên này phá rừng quá, phá cây quá. Các bạn coi nè, cái cây cũ là nó ngã chùm bẹp xuống này rồi đó. Cây mới thì nó cao hơn xíu nên là chưa ngã nè. Mà mai mốt chắc mình Hy cũng ngã theo. Rồi, công việc ở nhà của mình tạm thời là xong được một phần. Ôi trời, chị Long nhảy dữ kìa, như múa bà Lê vậy. Một xíu nữa mình sẽ đi khám phá rồi, biết đâu được chúng ta tìm được Netherite đó. Mình sẽ mang về rồi làm giáp cho chị Long xem mộng mộng á. Cô trời thắng tầng ơi. Trực thăng hả? What the heck? Úi xùi. Ok, giờ thì mình sẽ vô trong nhà để chúng ta làm một công việc khác cũng liên quan tới khủng long bạo chúa các bạn ạ. Đó chính là mình sẽ triệu hồi khủng long bạo chúa bằng DNA. Đây. Chúng ta có tới tận 3 cái DNA của Tyrannosaurus Rex. Đó, 3 cái hả ta? Số lẻ. Thôi không sao, có 3 thì mình triệu hồi 3. Rồi, mình sẽ cho vô cái cultivator. Ủa nhưng mà hết organic odd hả ta? What? Hết rồi. À đây còn. Hên quá. Rồi, chia làm 3 máy ha. Bên đây một cái và bên đây cũng một cái nữa. Xong phim. Việc cuối cùng của mình đó chính là chờ đợi cho DNA này biến thành trứng của T-Rex thôi các bạn ơi. Đủ cái em này sao chui vô đây hoài cưng? Hèn gì qua nay không gặp em. Không được. Mình phải kiếm gì đó mình rào lại các bạn ơi. Không thôi là em sẽ chui vô đây hoài luôn đó. Rào chỗ này lại ha. Ok, kẹo em lại bay lung tung nữa đó. Còn vẹt thì núp trong đây hả? Thôi nghiệp vậy, ra ngoài đi cưng. Rồi, ở đây thì DNA của chúng ta cũng sắp biến thành trứng của T-Rex rồi các bạn ơi. Một tí nữa thôi. Ai da, háo hức quá à. Không biết là cái trứng T-Rex có to không các bạn? Không to lắm các bạn ơi. Cái trứng nó cũng bé xinh à. Cái này là trứng cuối cùng nè. Xong phiền, lấy ra hết luôn. Rồi, và mình sẽ thử ấp ở trước nhà luôn ha. Nhưng mà không biết T-Rex baby thì có hung dữ không ta? Mình thấy hầu hết những cái loài khủng long sau khi mình triệu hồi từ cái DNA các bạn, lúc còn nhỏ đều thân thiện và rất là dễ thương á. Nhưng mà lớn lên thì sẽ có một số trường hợp ngoại lệ đó, chẳng hạn như là đại ca trong kia. Đại ca cá sấu. Ừ, có nhiều bạn kêu mình chơi nhạc lại cho cá sấu nghe đi. Hôm bữa là mình chơi sai cách á. Mình nghĩ là cũng hợp lý á. Hôm bữa chắc là mình chưa có rành á các bạn. Đáng lý ra là mình phải giữ luôn á. Thế nên là hôm nay mình sẽ thử chơi nhạc lại cho cá sấu nghe. Tại vì mình cũng đang đợi cho trứng T-Rex nở mà, đâu có làm gì khác đâu. Đứng ở trên này, sau đó thì chơi nhạc xuống dưới. Chuẩn bị nha. Cái gì đây? Cái gì vậy? Ủa? Ai? Ui. Ui trời ơi, hình như mình đã thuần hóa được cá sấu cô đại rồi. Trời đất. What? Thiệt hả? Mình mới thấy. Ui thiệt nè, mình đã tem được rồi. Ôi nhưng mà thiệt hại là một cái nhóc khủng long nó bị cá sấu ăn thịt rồi. Ui xôi. Ui trời, có nằm kìa. Cá sấu cổ đại nằm chèm bẹp kìa các bạn. Trời đất ơi, u te vậy. Ok, bây giờ mình sẽ thử đưa vô trong này coi. Lộn, vậy mới đúng. Ây. Bình tĩnh, chill. Trời ơi, thanh niên kia cắn mình hoài. Chắc là trả thù cho bạn gái các bạn. Trời ơi, mình vô tình làm một cái nhóc khủng long kia bị ăn thịt rồi. Mình có lỗi quá. Ôi, mà giờ mới để ý ta. Hình như khủng long đầu gai cũng hy sinh hết một em rồi. Ủa, còn nhóc nữa đâu ta? Rồi luôn, trong đây là toàn là những khủng long FA không à các bạn ơi. Từ cặp đôi chuyển sang FA hết trơn rồi.
Thôi lỡ rồi cho em cá sấu FA này vô trống luôn đi các bạn. Chắc cũng không tới nổi nào đâu á. Đây, mình sẽ thả em ở ngay vị trí này ha. Và cái tướng em nằm nhìn dễ thương quá à. Mặt thì đúng hầm hố luôn á. Và cái tướng nằm gì đâu mà cute dễ sợ. Rồi, hổm nha. Tối hôm qua mình có nghiên cứu công thức để chúng ta thuần hóa được em khủng long đầu gai này các bạn. Và mình đã tìm ra rồi các bạn à. Mình... Ê, 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 ê. Cái gì? Quay ẩu rồi fan, ẩu rồi fan. Quay đi. Quay đi Ripper. Lỡ ngớ là mình bị ha. Ám sát ở chỗ này như chơi các bạn ơi. Ừ, có chừng trái. Rồi. Mình đã làm ra được những cái Mitty Buffet. Và đây chính là món ăn yêu thích của khủng long đầu gai nha. Cho nên là mình sẽ thử lại gần và đút em ăn coi. Ui được luôn rồi. Trời ơi, một tô là thuần hóa được luôn các bạn ơi. Nice. Ôi, mình có thể ra lệnh cho khủng long đầu gai ngồi nữa nè. Ê, mấy cái em khủng long ở trong này á, ngồi dễ thương lắm các bạn ơi. Còn cái nhóc kia thì thất tình rồi các bạn. Chui vô bụi cây luôn rồi. Thôi, đây là cái khu vực FA ha. Mấy khủng long FA là mình cho vô đây hết. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ôi, gì nữa. Mình nên hạn chế dùng Extinction Spear các bạn ơi. Ở ngay cái nhà mình mà dùng cái này là nguy hiểm lắm. Trái nhà như chơi. Ồ, trứng T-Rex sắp nở rồi nè. Trời ơi, đợi đúng lâu luôn á. Nhưng mà cuối cùng cũng đã có dấu hiệu nở rồi các bạn ơi. Gán thêm một chút nữa thôi. Một nhóc T-Rex đã nở rồi. Ui sao nhỏ vậy. Ui đây nở nữa rồi. Chúng ta đã ấp nở thành công 2 T-Rex rồi các bạn ơi. Ôi đây là khủng long bạo chúa đó hả? Sao nhìn lạ hả các bạn? Mình cứ tưởng là cũng sẽ to lắm. Ui, đây cũng nở luôn rồi nè. 3 nhóc T-Rex luôn. Wow. Được, bây giờ mình sẽ giữ trước 2 nhóc cho mình dẫn vô nhà ha. Tại vì hiện tại chỉ có cái chỗ ở của mình thôi, là khá là rộng rãi cho mấy nhóc này đi mà không sợ bị lạc á các bạn. Còn một nhóc nữa mình cũng sẽ dẫn vô trong luôn. Quay. Vậy là sắp tới mình lại phải tìm cách để thuần hóa thêm 3 cái nhóc T-Rex này rồi. Không biết là khi lớn sẽ trông như thế nào á các bạn. Nhưng mà hiện tại thì trông khá là dễ thương cute firmware á. Được thiệt sự. Rồi, để cho mấy nhóc này trong này chơi đi ha. Và để an toàn hơn, mình sẽ lấy cây xẻng mình dập lửa chỗ này cái đã. Không thôi mấy nhóc khủng long không biết dẫm lên thì mất máu nữa. Trong này thì mình cũng đã rào là hết trơn rồi các bạn, cắm đuốc đầy đủ nên là yên tâm á, không có sợ kiểu như khủng long đi lạc đâu. Công việc ở nhà của chúng ta cơ bản đã xong rồi. Và bây giờ chắc đã tới lúc để chúng ta đi khám phá rồi các bạn à. Xả xì chết được chứ. Để coi bữa nay mình sẽ cưỡi ai đi ta. Mình có nên dẫn chị Long theo không nhà? Hôm qua mới dẫn chị Long về nhà thôi, chưa có dẫn chị Long đi khám phá. Với cả là xong kiếm hợp bích với anh Long các bạn ơi. Nghe có vẻ hợp lý đó. Đồng vợ đồng chồng đồ dữ ta. Cặp không cả. Định phát cơm chó hay gì? Thôi đi theo tôi. Bữa nay mình sẽ dẫn các bạn đi qua DN và cùng anh Long với chị Long tóc đỏ này ha, đi chiến đấu với rồng Ender để xem một mình con rồng. Từ từ mình để qua chỗ nào nó an toàn hơn cái đã. Để xem một mình cái con rồng Ender nó có thể đọ sức được với anh Long chị Long tóc đỏ của chúng ta hay không. Câu trả lời sẽ sớm có thôi các bạn ơi. Giờ thì để mình vô trong làm thêm mấy cái mắt của Ender cái đã. Hiện tại thì hình như mình dư khá là nhiều ngọc Ender đó. Một stack mấy lận. Que quỷ lửa thì mình... hơi thiếu ta. Mình hơi thiếu que quỷ lửa các bạn ơi. Vậy là mình phải đi săn que quỷ lửa rồi. Úi dồi. Cũng hên á là mình có cái kiếm nhặt. Nên là mình nghĩ mình săn những cái que quỷ lửa chắc cũng không khó lắm đâu các bạn. Trời đất ơi. Ok. Được mấy đây. Một que rồi. Anh này. Anh định làm gì tôi? Và sau một lúc thì mình đã có được 8 que và mình sẽ làm liền 16 cái mắt của Ender ha. Ôi trời, mình xuất hiện thêm nữa nè. Thôi, giờ thì... Úi, cũng săn được đầu xương đen nữa trời. Giờ thì chắc mình sẽ đi về để chúng ta...
bắt đầu đi tìm cái stronghold và đại chiến với đồng Ender cùng với anh Long chị Long hết các bạn. Không biết là hướng đi của chúng ta sẽ là hướng nào đây nha. Hướng này các bạn ơi. Ôi trời, bể luôn rồi. Dạng sự khởi đầu nan các bạn. Rồi, lên đường thôi anh Long. Chúng ta sẽ thẳng tiến và đi tìm stronghold nào. Bây giờ mình háo hức quá các bạn. Ôi, Hình như tới rồi các bạn ơi. Cái mắt của Ender nó bắt đầu cắm xuống dưới đất rồi. Ê ôi, chúng ta đã tới nơi rồi anh Long ơi. Rồi cho anh mổ hai con zombie này cái. Rồi ăn thịt đi, cho no bụng lên nha. Còn miếng nè, cho anh ăn luôn. Rồi ăn no rồi thì vô trong đỡ đi. Mình sẽ bắt đầu đào xuống dưới các bạn. Tới rồi. Nhưng mà khoan. Đây là đây là cái trung tâm luôn các bạn ơi. Được, trung tâm càng tốt. Giờ mình sẽ đi xung quanh để chúng ta tìm kiếm ha. Để coi. Ồ, có đường nữa nè. Ồ, đây rồi. Sau một lúc xà quần ở cái khu vực này, cuối cùng mình cũng đã tìm ra được cái chỗ căn phòng chứa cánh cổng rồi các bạn. Chỗ này thì để coi nó đã được lắp bao nhiêu con mắt. Được lắp sẵn một con mắt rồi. Ok, khá là ngon. Vậy thì tiết kiệm được một mắt của Ender. Rồi, việc của mình là lắp nốt những con mắt còn lại thôi các bạn. Bum. Các bạn đã sẵn sàng cùng mình qua DN chưa nè? mình quên một điều là sao mình không dẫn khủng long bay theo? Trời ơi. Để xem coi, mình sẽ cởi khủng long bay màu xanh đi. Hy vọng là màu xanh sẽ mang lại may mắn cho mình ha. Tí nữa là phải cút bộ bên DN rồi. Bây giờ chính thức chúng ta đã sẵn sàng nhảy qua DN rồi các bạn. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một trận chiến mãn nhãn cùng với anh Long chị Long ha. Let's go. Ok, mình đã mở được cái thành tựu bước vào DN rồi. Ui, sao xung quanh mình tối thui vậy? What the heck. Để lên trên lẹ các bạn ơi. Wow, chúng ta đã bước lên trên rồi. Chỗ này thì mình cần phải đợi cho rồng Ender triệu hồi ra các bạn ơi. Mình sẽ lại gần để bắt đầu kích hoạt nghi thức á. Chuẩn bị nè. Đó. Ok, lâu lâu mới dẫn anh Long chị Long qua đây. Đi theo tôi nha, đừng có đi lung tung nha, đi lạc đó. Lọt xuống dưới là không có cứu lên được đâu á. Ok, ở đây và xem nghi thức triệu hồi rồng Ender thôi các bạn. Phải đợi cho nó kiểu như là tạo ra hết những cái pha lien trên kia kìa thì rồng mới xuất hiện á. Rồi, đó. Ôi trời. Nhưng mà rồng bay cao như vậy thì hơi khó để cho khủng long của mình có thể cận chiến á. Căng nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ cưỡi khủng long bay và sau đó chúng ta sẽ phá hủy những cái pha lien này trước. Hai cái rồi. Cẩn thận. Khủng long bay không có nhiều máu lắm nên là mình phải bay xa những cái pha lê này ra các bạn ơi. Nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm cho khủng long bay luôn á. Rồi, mấy cái dễ phá thì mình đã gần như là phá xong hết rồi ha. Ui, còn gây đam lên được rồng Ender nữa. Ngon luôn. Chỗ này bị rào đây. Mấy chỗ rào thì từ từ mình phá sao. Không có ghi giáo qua đó cái. Ok. Ui, bên kia còn cái nữa cả. Các bạn coi mình bắn lửa bấy nhạy luôn kìa. Ui ok, cuối cùng cũng phá hủy được. Wow, chỗ này căng nha. Mình phải bắn cho nó lọt xuống dưới. Rồi, thành công. Vậy là còn mấy cái nữa ta. Bên kia một cái. Gửi khủng long bay qua liền luôn. Ủa, bên đây một cái nữa nè. Sẵn đang ở dưới, bắn luôn ha. Ok. Khá im. Đây nữa. Bắn xuống. Ui, hụt. Rồi, thành công rồi các bạn. Gần như là mình đã phá hủy hết những cái pha lèn rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đáp xuống dưới này và tiến hành đợi cho rồng Ender. Ôi, trời, tí nữa là khủng long bay đã bị rồng Ender kết liễu rồi. Nguy hiểm thiệt chứ. Ok, mình sẽ kêu anh Long chị Long ra trợ giúp mình hạ mấy thanh niên Enderman này cái đó. Là đây. Đấy, có anh Long chị Long ok cái là tự tin hẳn các bạn.
Hay, chỉ là kế hoạch sử dụng T-Rex để đánh rồng thất bại rồi các bạn. Ồ, thất bại hoàn toàn luôn. Ôi dồi, dồi, dồi. Gì ghê vậy? Cái này chắc mình tự kết liễu rồng đi các bạn. Rồi những boss khác rồi mình hả cho anh Long Chi Long ra trận ha. Địa hình ở đây không cho phép chúng ta cáp kèo cho khủng long của mình, với cả là rồng Ender chiến đấu được rồi. Khá là đáng tiếc luôn. Rồi, rồng Ender thì mình đang bắn rất là thốn nè. À, một xíu nữa thôi các bạn thì rồng Ender sẽ nằm xuống trước mũi tên của mình các bạn ơi. Đây đây, chuẩn bị đáp xuống hay sao nè. Chính xác rồi. Tranh thủ lúc này bắn thêm được vài phát nữa các bạn ạ. À, cực kỳ thốn luôn ha. Cứ dương mắt lực mà bắn thôi. Ui, ui, hộp hộp hộp. Ui trời trời trời, hộp lú ơi. Ok. Ok, mình sẽ tranh thủ lấy cái thương. Mình chọt. Một cái nữa. Ê ê. Ở kìa. Kết liễu nào. May quá, vẫn kết liễu kịp các bạn. Và chúng ta đã kết liễu được rồng Ender rồi. Nhưng mà bằng chính thực lực của mình á, chứ không có nhờ T-Rex cắn hộ được. Hơi tiếc. Nhưng mà không sao. Quan trọng là chúng ta đánh bại được rồng và mang được trứng rồng về là ngon rồi. Đặt cây đuốc ở phía dưới nè. Bùm. Sống phim. Rồi. Ở đây thì không cho khủng long bọ chúa chiến đấu được. Vậy thì chúng ta sẽ tìm boss ở xung quanh. Còn nhiều cơ hội lắm các bạn. Và kia là cổng dịch chuyển cơ. Mình sẽ qua bên đó ha. Phóng con mắt qua. Rồi. Để xem mình sẽ dịch chuyển tới đâu đây. Ồ. Một chỗ khá là đẹp các bạn ơi. Và để an toàn hơn thì chắc mình sẽ cưỡi khủng long bay thay vì là tự đi ha. Nhưng mà khủng long bay mình cũng đang yếu máu rồi các bạn à. Mình cũng phải thật là thận trọng nha. Không thôi là mất luôn khủng long bay đó. Không có đùa đâu. Ồ, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cuối cùng mình cũng đã tìm được cái công trình này rồi các bạn. Một tàn tích cổ. Wow. Và trong tàn tích cổ này sẽ cho mình những gì đây? Ồ ồ. Chưa gì là mình đã thấy những golem canh gác rồi đó các bạn. Aha. Đã tới lúc để chúng ta nhờ cậy khủng long bạo chúa rồi. Mở đường đi vô cái nè. Rồi. Đã khủng long bạo chúa ra cái. Ok. Chị Long, tấn công. Tấn công đi. Ui, ui, coi chừng, coi chừng. Để coi chị Long tấn công sao đây. Mấy hit? 4 hit. 5 hit. 6 hit. 7. Ui dạ, mình bị tấn công đau quá. Mình phải bật giáp phòng ngự lên các bạn ơi. Đâu đó cỡ 10 hit để hạ một cái con golem á. Ui nó khá là trâu các bạn, và nó còn cho mình cái gì đây? Lỗi hư không. Wow, đây là thứ để chúng ta có thể triệu hồi Void Rune. À là cái này ha. Ây da, ây da. Cổ ngữ hư không nhưng mà ui nó có thể gây đam lên chính bản thân mình luôn. Ôi nguy hiểm quá. Hạn chế dùng các bạn ơi. Yêu. Ui ở dưới nó còn có đường đi nữa kìa. Dạ cẩn thận cẩn thận. Có 7 nha. Rất là nhiều 7 ở đây luôn á. Ồ có rương nè. Ê rương ở đây cũng khá là ngon các bạn ơi. Có kiếm sửa chữa luôn á chứ. Đã vậy găng tay kim cương. Cúp sửa chữa luôn. Trời ơi găng tay kim cương hả. Đeo vô đi. Tăng đam các bạn. Chỗ này thì sao. Ồ chỗ này là chỗ trung tâm hay sao nè. Wow. Oh my god. Coi thử coi. Rương nó cũng xịn hơn ha. Có kiếm, kim cương, đồ các thứ. Có mẫu rèn. Mẫu rèn xịn. Mẫu rèn nhìn hơi bị đẹp các bạn ạ. Và có cần gạt để chúng ta đi xuống dưới ha. Để xem dưới này. Wow, hình như sắp tới chỗ đánh boss rồi đó các bạn. Mình sẽ thử khám phá thêm coi coi có gặp được một ít cái đồ ngon gì hay không ha. Có hộp su cơ luôn hả. Ê, mình sẽ cất bất đồ vô đây để tiết kiệm diện tích kho đồ mình ha. Thêm một con golem nữa. Ây da, nó tấn công mình. Mình nên tránh né các bạn ơi. Tập trung tránh né thôi. Đi còn lại để cho anh Long với chị Long lo. Đó, đó, đó. Anh Long chị Long dồn đam kìa, có kìa. Úi xùi. Và mình nghĩ golem này sắp chịu hết nổi rồi. Chuẩn luôn ha. Một xíu hả các bạn. Anh Long Chi Long có thể hạ được một con golem cực kỳ khỏe. Có táo vàng anh chan. Nice. Táo vàng này một xíu chắc sẽ cần thiết đây. Coi coi còn gì khác không ta. Ui lại thêm một con golem nữa. Thôi thôi. Ủa hay là mình phải đào xuống dưới ta. Ủa sao giống vậy. Đúng không.
Ôi thiệt nè. Ôi à. Ui da. Ui triệu hồi boss luôn rồi. Ấy mình bị dính vô cái lốc xoáy con ngựa các bạn ơi. Ôi không. Ok mình đã chạy ra được. Triệu hồi anh Long chi Long. Wow 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 wow. Người bảo vệ Ender này tới 300 mấy máu lận. Mình sẽ phóng giáo và né những cái lốc xoáy con ngựa các bạn ơi. Ủa đâu rồi. Ui trời ơi người bảo vệ Ender này khó chịu quá. Nhưng mà không sao, anh Long chi Long đang ra sức bảo vệ mình các bạn. Ui trời ơi, nhảy lên trên rồi. Ui ui ui. Cẩn thận. Phóng giáo. Ây. Mình bị ép sát rồi. Bật giáp lên. Ơi. Được hay không đây? Ơi cái giáo kìa. Ôi. Một hit nữa. À, thất bại rồi. Oh, no 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 no. Ủa rồi. Ủa. Hả ơi. Trời ơi, con boss nó dịch chuyển lên trên các bạn. Bị anh Long với chị Long xử đẹp luôn. Công nhận là con boss kia mạnh thiệt á các bạn. Mình mặc giáp xịn vậy, có sự hỗ trợ của hai khủng long bạo chúa cực khỏe luôn mà còn gặp rất là nhiều khó khăn á. Mà may quá, cuối cùng thì chúng ta cũng đã giành chiến thắng rồi các bạn. Và không có mất đi anh Long hay chị Long gì hết. Thật là tuyệt vời. Và coi coi, con boss kia nó cho mình cái gì. Găng tay của người bảo vệ. Mình có thể kéo thực thể bằng cách nhấp chuột phải khi mà sử dụng nó. À, chắc đó là kỹ năng mà hồi nãy cái con người bảo vệ đó nó hút mình vô trong á các bạn. Test thử luôn coi. Ôi nè. Công nhận bây giờ mình có sức hút thiệt các bạn ơi. Ôi nè, mình hút nó lại quá trời nè. Mà thôi, cái này cũng hơi bóp á. Ví dụ mình đang yếu thế mình hút nó vô cái nó kết liễu mình luôn sao. Vậy cũng đâu có được. Ê, nhưng mà nói chung thì trận chiến vừa rồi cũng khá là căng thẳng và mình thích những trận chiến như vậy các bạn ạ. À. Các bạn thì sao? Các bạn có thích mình chiến đấu với những con boss khủng cùng với những cái người bạn cũng lòng hay không? Ôi ôi ôi. My god, my god. Cái gì định hoạt động thôi vậy? Sao? Định làm gì tôi? Anh Long, chị Long tới chơi bro. Đấy. Mình giống như là thủ lĩnh vậy đó các bạn. Giờ việc của mình chỉ toàn là ra lệnh không à. Chứ mình ít đụng tay đụng chân vô à. Rồi, công việc khám phá ở DN mình nghĩ chúng ta nên tạm khép lại ở đây thôi. Tranh thủ đi về các bạn ơi. Chắc là hôm nay mình không có nhân phẩm gặp được thành phố kết thúc rồi. Thiệt luôn, đi xa vậy rồi mà không thấy cái thành phố nào. Ủa? Nhưng mà thấy được cái thuyền bị rơi nè các bạn. Thôi kệ, béo mó có đỡ không á, đỡ ghiền. Hôm nay cũng được ít vàng nè và một cái cúp hiệu suất ha. Trở về nhà sau chuyến đi bùng nổ thì anh Long, chị Long cũng mệt rồi các bạn. Ok. Trời, con xương kia liều vậy. Dám chọc giận giấc ngủ của anh Long, chị Long. Ok, mình sẽ để anh Long, chị Long ngủ đi ha. Dưỡng sức lại, nãy giờ chiến đấu căng lắm các bạn à. Ngoài ra thì mình cũng có qua đây thăm khủng long bạo chúa các bạn. Nhưng mà mấy nhóc này vẫn chưa có lớn á. Nhưng mà không sao, trong thời gian rảnh thì mình sẽ tranh thủ đợi coi coi mấy em này có lớn hay không ha. Rồi chúng ta tìm cách làm bạn với mấy em. Trời, và hôm nay mình đã có một chuyến đi thật là bùng nổ khi mà mang về được một cái găng tay các bạn coi kìa. Nhìn mình lật hơn hẳn ha. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới chúng ta còn có thể có được nhiều trận chiến cực kỳ hấp dẫn hơn cùng với những người bạn khủng long mạnh mẽ này. Hy vọng là như vậy ha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình thời đại khủng long. Dự là còn nhiều loài khủng long mình cần phải thuần hóa cũng như là hồi sinh đó nha. À, mà bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Love Root cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop và lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.